tìm thấy thi thể cô giáo cùng hai con nhỏ nổi trên sông ở Hải Dương. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sáng nay ngày 10 tháng 5, thi thể nữ giáo viên và hai con gái đã được tìm thấy trên sông Thái Bình thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Xác nhận với phóng viên Vietnamnet sáng nay ngày 10 tháng 5, lãnh đạo công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con giáo viên mầm non trên sông Thái Bình, đoạn chảy qua xã Cẩm Văn. Lực lượng cứu hộ đã vớt thi thể các nạn nhân lên bờ. Cơ quan công an phối hợp với các đơn vị liên quan đang tổ chức điều tra vụ việc. Ông Trần Thế Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Văn thông tin, thi thể bé gái 2 tuổi được tìm thấy lúc 6 giờ sáng nay, cách vị trí có dấu chân của chị T ngược lên trên thượng nguồn khoảng 350m. Vào khoảng 8 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể của cô giáo T và cháu bé 9 tháng tuổi. Ông Tuyền nói, ban đầu lực lượng chức năng hy vọng đây chỉ là hiện trường giả, khi chị T có những bộc phát về suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi tìm thấy thi thể của một nạn nhân, gia đình và chính quyền biết rằng điều kỳ diệu đó đã không xảy ra. Như đã đưa tin, sáng ngày 8 tháng 5, chị VTHT, sinh năm 1991, giáo viên trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con gái lớn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Khi đó, người thân nghĩ chị T đưa các con đi dạo như ngày thường. Đến 10 giờ sáng, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T có đại ý giống như tạm biệt. Khi đó, mọi người liền đổ xô đi tìm, phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của ba mẹ con sát bờ sông Thái Bình.